với 499.000, bạn có những sự lựa chọn nón bảo hiểm nào? Hello Phượt xin giới thiệu đến các bạn dòng nón Royal M268 là mẫu 3/4 thiết kế hai kính tiện lợi đi được cả ngày và đêm, dù mưa hay nắng. Giá niêm yết của công ty là 680.000, hiện đang khuyến mãi trong tuần này chỉ còn 499.000, miễn phí vận chuyển toàn Hồ Chí Minh. Phần viền của hai kính đều có chỗ để thao tác kéo kính lên xuống dễ dàng. Một ưu điểm nữa của mẫu nón này đó là phần lót của nón có thể tháo rời hoàn toàn thành 3 bộ phận gồm lòng nón và hai ốp tai để vệ sinh. Được giảm chỉ còn 499.000 và miễn phí vận chuyển Hồ Chí Minh, các bạn đã có thể sở hữu được một mẫu nón 3/4 vừa có thể bảo vệ đầu và phần gáy của mình, vừa có hai kính tiện lợi, vừa có thể tháo lót rời để vệ sinh. Mẫu tem Leopard đang là mẫu tem nón hot nhất thị trường hiện nay. Còn chần chờ gì nữa, các bạn hãy đến ngay các chi nhánh của Hello Phượt để sở hữu em nó nào, hoặc có thể liên hệ website hellophuot.com, Facebook Nón Bảo Hiểm Hello Phượt.